Đinh Hải Phòng, Võ Tòng đã hổ trên đồi Cảnh Dương khí phách nhất thủy hử. Đã có rất nhiều nam diễn viên từng thử sức với vai diễn Võ Tòng như Vương Vị Trí, Trương Sung trong nhiều bản phim thủy hử khác nhau. Nhưng phải đến Đinh Hải Phòng thì hình ảnh của người anh hùng này mới thực sự bước ra từ tiểu thuyết lên màn ảnh và chinh phục được khán giả. Xuất thân là diễn viên kịch nói, Đinh Hải Phòng vốn không hề biết võ công. Vì vậy, trước khi nhập vai Võ Tòng, anh đã phải tập luyện cơ bắp, luyện đánh với đao, kiếm và gậy trong nhiều tháng trời. Cũng nhờ sự hy sinh vì vai diễn này mà nhân vật Võ Tòng của Đinh Hải Phòng trở nên chân thực và khí phách hơn cả. Thành công của vai diễn Võ Tòng đã giúp Đinh Hải Phòng một bước thành sao. Anh trở thành gương mặt được săn đón của làng điện ảnh Hoa ngữ, sự nghiệp thăng hoa. Tuy nhiên, đầu năm 2021, tái diễn vai Võ Tòng sau hơn 2 thập kỷ, Đinh Hải Phòng bị khán giả chê bai thậm tệ. Ngoại hình của nam diễn viên 52 tuổi bị chê không còn phù hợp với nhân vật. Khán giả tiếc cho Đinh Hải Phòng khi đã tự hủy hoại danh tiếng có được với vai Võ Tòng từ bản thủy hử kinh điển. Võ Tòng kinh điển trên màn ảnh. Võ Tòng là nhân vật được đông đảo các fan của tiểu thuyết thủy hử quan tâm và mong chờ. Trong trí tưởng tượng của khán giả, Võ Tòng là một anh hùng hoàn mỹ, cơ thể cao lớn, tráng kiện, oai hùng, mắt sáng như sao, mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn. Không những vậy, ông còn có võ nghệ cao cường, thích uống rượu và hành hiệp trượng nghĩa, nổi tiếng là con người nghĩa khí. Vì vậy, đây là một vai diễn khá nặng ký mà không phải nam diễn viên nào cũng có thể đảm nhận được. Giới chuyên môn từng cho rằng Võ Tòng là vai mà ai cũng muốn nhận, nhưng không phải ai cũng đóng được. Đảm nhận vai Võ Tòng trong thủy hử, Đinh Hải Phòng đã tái hiện thành công hình ảnh của người anh hùng Lưu Sơn Bạc đầy khí phách, võ nghệ cao cường, thích uống rượu và hành hiệp trượng nghĩa. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét, qua màn hóa thân xuất thân của nam diễn viên họ Đinh, họ như thấy Võ Tòng bước từ tiểu thuyết lên màn ảnh. Với ngoại hình điển trai, cao ráo và tinh thần ham học hỏi, Đinh Hải Phòng đã không ngừng rèn luyện và thành công lột tả được nhiệt huyết cũng như khí chất của anh hùng Võ Tòng. Để có được những cảnh đánh đấm điêu luyện, Đinh Hải Phòng đã phải luyện tập không ngừng nghỉ. Ngoài luyện cơ bắp, còn phải luyện võ thuật, luyện dùng đao, kiếm và gậy. Không những vậy, mỗi sáng ông uống tới vài bình rượu để có cảm giác mình là một Võ Tòng thực sự. Trong cảnh quay Võ Tòng đánh hổ, Đinh Hải Phòng từng bị móng vuốt hổ cào rách quần áo, bầm tím mặt mũi. Thậm chí, khi quay cảnh Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương, đoàn phim đã phải mất một tuần để thực hiện. Sau mỗi cảnh quay, quần áo của Đinh Hải Phòng đều bị móng vuốt hổ cào rách tươm. Khi đóng đoạn cưỡi lưng hổ, Đinh Hải Phòng còn bị chân hổ cào trúng, khiến mặt mũi bầm tím. Chính vì vậy, nhân vật Võ Tòng đã chinh phục được công chúng, Đinh Hải Phòng phút chốc vụt sáng và trở thành gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Hoa ngữ. Sinh năm 1969 trong một gia đình tri thức ở Cát Lâm, Trung Quốc, chàng trai tốt nghiệp trường kỹ thuật lại có hứng thú với âm nhạc. Năm 1988, khi chưa tìm được việc, Đinh Hải Phòng tham gia một nhóm nhạc nam mang tên Sơn Hổ. Tuy nhiên, dần dần anh không thấy bất cứ tia sáng nào cho con đường sắp tới của mình. Bị gia đình phản đối gay gắt, cộng thêm việc nhóm nhạc tan rã nhanh chóng, khiến Đinh Hải Phòng lâm vào bế tắc và loay hoay đi tìm hướng phát triển của bản thân. Sau đó, Đinh Hải Phòng được người bạn Thanh Mai Trúc Mã, Đường Ca, sau này là ba xã ông, gợi ý thử sức với con đường diễn xuất. Vì vậy, đã đăng ký theo học khoa diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Cát Lâm. Từ đó, Đinh Hải Phòng chính thức bước chân vào giới điện ảnh và tham gia diễn xuất ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, Đinh Hải Phòng quyết định đến Bắc Kinh để phát triển. Nhưng thời điểm đó, ông không nhận được nhiều phim và chủ yếu vào các vai quần chúng nên thu nhập rất thấp. Nam diễn viên và bạn gái phải đi bán hàng rong để trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở thủ đô. Chỉ sau vai diễn Võ Tòng trong đại danh tác Thủy Hử năm 1998, Đinh Hải Phòng mới thực sự định hình được con đường diễn xuất của mình và ngày càng thành công với các vai hiệp khách giang hồ. Sau Võ Tòng, Đinh Hải Phòng tiếp tục chinh phục khán giả với vai Tần Vũ Dương trong phim Thích Tần hay Thiếu Hiệp Dương Thiết Tân trong Anh Hùng Xạ Điêu. Tuy nhiên, khi danh tiếng đang trên đỉnh cao, Đinh Hải Phòng bất ngờ gặp phải biến cố gia đình. Vợ anh bị chẩn đoán có một khối u ở vùng ngực và rất có thể là u ác tính. Để tập trung chăm sóc cho vợ, Đinh Hải Phòng quyết định gác lại công việc diễn xuất trong một thời gian dài. Đến năm 2017, sau khi sức khỏe của vợ đã ổn định hơn, Đinh Hải Phòng mới quay trở lại màn ảnh. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Danh Nghĩa Nhân Dân, Chiến Lang 2 và được đánh giá cao về diễn xuất. Gây thất vọng vì hình ảnh da chảy xệ, phát tướng đến mức lộ bùng bìa. Gần đây, Đinh Hải Phòng bất ngờ nhận lời tham gia bộ phim Võ Tòng đại chiến Sư Tử Lâu. Sau 23 năm, nam diễn viên họ Đinh một lần nữa hóa thân thành Võ Tòng. Hình tượng Võ Tòng của Đinh Hải Phòng đã lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Vì vậy, sự xuất hiện của anh hứa hẹn sẽ tạo nên tiếng vang cho bộ phim. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, Võ Tòng huyết chiến Sư Tử Lâu lại không được khán giả đón nhận và truyền thông chú ý. Thậm chí, bộ phim còn bị chê bai là rẻ tiền vì tập trung vào đề tài tình cảm ướt át, nội dung cải biên quá nhiều khiến phim trở nên nhảm nhí, vô vị.
đảm nhận nhân vật đánh dấu tên tuổi sau Hoa Ngữ bị khán giả cho rằng ngoại hình đã không còn phù hợp với hình tượng nhân vật sau 25 năm và nuối tiếc khi anh gây thất vọng khi tái hiện lại vai diễn Võ Tòng. Được mệnh danh là Võ Tòng kinh điển trên màn ảnh, ngôi sao họ Đinh đã không còn giữ được vẻ tráng kiện, oai phong năm xưa. Ở tuổi 52, Đinh Hải Phòng phát tướng, gương mặt hiện rõ dấu vết tuổi tác, da nhăn nheo và chảy xệ. Không những thế, ở một số kênh quay, nam diễn viên Thủy Hữ còn để lộ cả bụng bia. Trên các thước phim, Đinh Hải Phòng lộ rõ dấu vết tuổi tác, hình ảnh của anh ở tuổi 52 được cho là không phù hợp với vai diễn Võ Tòng, bởi trong Thủy Hữ, Võ Tòng mới ở độ tuổi gần 30, vẫn còn rất trẻ trung và cường tráng. Đinh Hải Phòng này đã không còn oai phong cường tráng, vẻ già nua lộ rõ, tuy các động tác của anh ấy vẫn được coi là nhanh nhẹn, gọn gàng, nhưng so với Võ Tòng của 23 năm trước đã mất đi phần nào tinh lực. Kỹ thuật làm phim hiện đại cũng không thể che lấp được sự già nua của Võ Tòng, dấu vết tuổi tác hiện rất rõ, Võ Tòng cũng không thoát khỏi tuổi trung niên, Trang Sohu bình luận. Đinh Hải Phòng vẫn tích cực quảng bá cho Võ Tòng đại chiến Sư Tử Lâu, nhưng đáng tiếc, bộ phim này vẫn không nhận được nhiều sự quan tâm. Với 4,6 trên 10 điểm chất lượng trên trang Douban, cùng lượt đánh giá chưa tới 1.000, Võ Tòng huyết chiến Sư Tử Lâu bị chỉ trích là bộ phim chất lượng thấp về cả dàn diễn viên lẫn âm thanh kỹ xảo. Có thể nói, sau khi tái xuất làng giải trí và gặt hái được thành công với những bom tấn đình đám như Danh Nghĩa Nhân Dân, Chiến Lan 2, Đinh Hải Phòng đã có bước đi khá sai trong sự nghiệp khi lựa chọn đóng lại vai Võ Tòng. Lãng tử quay đầu và cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Đằng sau thành công của Đinh Hải Phòng, ngoài nỗ lực không ngừng nghỉ của ông, còn có công sức không nhỏ của bà xã Đường Ca. Đường Ca lớn hơn Đinh Hải Phòng 2 tuổi, vốn là một cô giáo mầm non vô cùng tài năng và khéo léo. Sau mỗi lần Đinh Hải Phòng thất bại trong sự nghiệp, Đường Ca luôn ở bên cạnh động viên và giúp ông tìm ra hướng đi mới. Thậm chí, khi nam diễn viên quyết định đi Bắc Kinh, Đường Ca cũng rời bỏ quê nhà, đi theo ông và theo học lớp trang điểm của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 1998, cả hai về chung một nhà, vì kinh tế khó khăn nên không tổ chức đám cưới mà chỉ lặng lẽ đăng ký kết hôn. Thời gian đó, Đinh Hải Phòng tham gia bộ phim Thủy Hữ nên thường xuyên vắng nhà. Thành công của vai diễn Võ Tòng đã khiến Đinh Hải Phòng không khỏi tự phụ, kiêu căng. Đường Ca từng tâm sự, vì ông xã sống trong sự tung hô của truyền thông và người hâm mộ, nên lúc nào ra ngoài cũng đeo kính râm, khiến bà cảm thấy bất an, sợ mình không theo kịp bước chân của chồng. Dần dần, khoảng cách giữa hai vợ chồng Đinh Hải Phòng ngày càng lớn, thái độ bình thản của bà xã, cộng thêm những vần thơ Đường Ca từng viết tặng chồng năm xưa đã giúp Đinh Hải Phòng kịp thời thức tỉnh. Ông nhận ra được tình cảm, sự hy sinh thầm lặng và nỗi ấm ức của bà xã trong những năm qua, vì vậy đã quay đầu mong Đường Ca cho mình một cơ hội. Từ đó, Đinh Hải Phòng nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân, dành nhiều thời gian cho gia đình. Thậm chí, khi Đường Ca phát hiện có một khối u ở vùng ngực, Đinh Hải Phòng không ngần ngại rời xa showbiz đúng lúc sự nghiệp huy hoàng nhất để ở bên chăm sóc cùng bà chiến đấu với bệnh tật. Năm 2012, sau khi đóng xong bộ phim Đối Dự Quyết, Đinh Hải Phòng đã âm thầm rút lui khỏi màn ảnh, dành trọn thời gian chăm sóc cho gia đình sau một thời gian dài chạy theo ánh hào quang. Ông tâm sự, thời gian qua, tôi đã quá mải mê đuổi theo sự nghiệp mà quên đi trách nhiệm của người chồng, người cha. Sau khi quay trở lại showbiz, Đinh Hải Phòng lấy lại phong độ và tiếp tục làm mưa làm gió trên mọi mặt trận. Ngoài đóng phim, ông còn nhận các hợp đồng quảng cáo, tham gia sự kiện. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, gia đình Võ Tòng hiện là một trong những cặp đôi hạnh phúc của làng giải trí Hoa Ngữ, có cuộc sống kín đáo, giản dị và đáng ngưỡng mộ. Hai vợ chồng ông cùng nhau làm vườn, trồng hoa và cây ăn quả, chăm sóc mèo hoang, đôi khi nhâm nhi chút rượu vang vào buổi tối để hâm nóng tình cảm. Nhờ chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt tập gym, nên Đinh Hải Phòng mặc dù đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được vẻ nam tính, phong độ và trẻ trung. Có thể nói, trong dàn diễn viên Thủy Hữ năm xưa, Đinh Hải Phòng là cái tên chưa từng giảm nhiệt, thậm chí sự nghiệp ngày càng thăng hoa.